Hồ đố các em, tôi vốn rất hiền lành, thường ăn lá, rau thôi, bộ lông tôi dày xốp, làm thành len tặng người, là con gì? Thời gian cho các em suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ, đó là con cừu. Chúc mừng tất cả các em đã trả lời đúng.